Hello, Tâm Cúc xin kính chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với chương trình của Cúc Channel hôm nay. Trong cái chương trình hôm nay, Tâm Cúc kể cho quý vị nghe lại một cái mẩu chuyện xưa nói về ông cả, kính thưa quý vị. Thì Tâm Cúc có kể những cái mẩu chuyện nói về ông cả được bà con cổ vũ rất là nhiều. Hôm nay Tâm Cúc xin phép gửi đến cho quý vị một cái mẩu chuyện nói về ông cả, mà ông cả này là chùm chỉ luôn đó. Ông cả này người ta gọi là chùm, mà kiểu mà chùm Hà Tiện đó nha. Keo kiệt khác, tiết kiệm khác, mà Hà Tiện là lại khác. Thì mời quý vị nghe mẩu chuyện này xong rồi mình hả nói về vấn đề mà Hà Tiện, keo kiệt và tiết kiệm nó khác ở cái điểm nào. Thì bây giờ Tấm Cúc xin mời toàn thể cả nhà mình nghe một cái mẩu chuyện nói về là ông cả siêu Hà Tiện. Không là dùng siêu Hà Tiện nên như thế nào hết quý vị. Thì ở trong cái làng này ngày xưa có một cái ông cả này nè, ổng khá giả lắm, mà ổng Hà Tiện khủng khiếp luôn, không bao giờ mà một đồng bạc mà lọt cả được dưới ổng nữa. Coi như là vợ con là xài tiền là không có được đâu, làm cái gì cũng phải là nhín nhút, cái kiểu mà người ta nói là đi cầu mà gói đầu nằm đó, là ổng kiểu như là để dành đó đó, không có được cái chân đi là phải đi chân không nha, chứ không có được mang dép, nó hư đôi dép, à đi đâu đôi dép kẹp nách rồi đi không vậy đó. Hà Tiện như vậy đó, quá nổi tiếng luôn. Tại vì ông Hà Tiện mà khá giả nữa, đất đai rồi cũng nhiều lắm, ông bà để lại đó, cái kiểu mà để lại cho nhiều nhưng mà không có dám xài gì hết trơn. Hà Tiện quá trời đi. Xong cái một bữa nọ, có một cái cặp vợ chồng này ở bên cái làng bên, nó nghe tiếng tăm của ông cả này nè, ổng là giàu có nhưng mà ổng rất là Hà Tiện, ổng xài tiền gọi là người thì cho là Hà Tiện, còn người nói là ổng là xài tiền đâu ra đó, không có xài phung phí. Cho nên là cái cô vợ của cái anh chàng này bên làng bên á mới nói với chồng á là hôm nay là hai vợ chồng mình qua xin là bái ông cả làm sư phụ, à anh có thể là ở đó để mà cho ông cả ông chỉ cách nào mà mình Hà Tiện để cho vợ chồng mình có tiền dư, chứ giờ có bao nhiêu tiền nó không có biết đường mà vô ga chân, mình xài tiền mình không có biết, bây giờ mình phải qua học cái chiêu mà Hà Tiện của ông cả. Thì hai vợ chồng tính như vậy. Một bữa nọ hai vợ chồng mới lặn lội đi qua nhà ông cả. Khi mà đi qua cái gặp ông cả cái dạ chúng con kính chào ông cả. Cái ông cả nói hai chồng ở đâu đây? Cái hai chồng nói dạ hai chồng con ở làng bên à, mà bây giờ đi qua đây á, hai chồng con đi nội lội nãy giờ cũng cả nửa ngày trời mới qua tới bên đây được đó ông cả. Ôi sức mồ hôi đổ mồ hôi hết trơn, coi như là bao nhiêu mồ hôi tích tụ của vợ chồng con bây giờ nó đổ ra trơn luôn à. Ông cả nói ờ dữ ha. À, cái bắt đầu ông cái ông mới nói rồi vậy vợ chồng ngươi qua đây tìm ta để làm gì? Cái cô nàng cũng mới nói dạ con không có nói dối với ông cả, là con nghe tiếng ông cả từ lâu rồi, là ông cả là xài tiền rất là kỹ, xài tiền bao nhiêu còn bao nhiêu, dư thêm chứ không có hụt. Con ngưỡng mộ, con muốn đem chồng con qua đây để mà thỉnh giáo ông cả, để mà ông cả nhận chồng con làm đệ tử, chồng con kêu ông cả bằng sư phụ. Ông cả rộng lòng, ông cả chỉ dạy những cái chiêu mà Hà Tiện của ông cả để cho vợ chồng con được nhờ, con đội ơn ông cả. Hai chồng đội ơn li lịa. Thì ông cả nói muốn học cái chiêu Hà Tiện của ta cũng không phải dễ đâu, trời ơi cái này là coi như là ta là phải là rút kinh nghiệm dữ lắm luôn ta mới Hà Tiện được, chứ còn mà có bao nhiêu tiền là làm đưa ra hết trơn à, là tiêu hết trơn à, cái này là phải kinh nghiệm dữ lắm. Thì hai kia nói dạ con biết phải kinh nghiệm dữ lắm mình mới có thể mà Hà Tiện được, chứ bình thường là người thường không có Hà Tiện như vậy được, phải là dữ lắm cứng lắm mới Hà Tiện được như ông cả. Ông nói ừ vậy rồi muốn sao? Cái nói dạ con muốn nhận ông cả làm sư phụ. Ông cả nói rồi muốn ta làm sư phụ cũng được, bây giờ như thế này hai vợ chồng á, ngày mai đi về đi, rồi ngày mai đem đồ qua cúng tổ để nhận ta làm sư phụ, chứ không ai mà đang không mà nhận gì chứ, phải cúng tổ mới làm sư phụ được. Thì hai chồng thấy vậy mới nói dạ để con về con mua đồ qua để con cúng tổ cho ông cả. Hai chồng đi về tới chừng sáng hôm sau, sáng đi qua ông chồng ổng đi qua bắt đầu ổng lội bộ qua, mà trên cái vai ổng gánh hai cái vỏ sách điện, cái đằng trước cái đằng sau, ổng gánh hai cái giống gánh ngày xưa đó, có cây giống gánh trước mấy đằng sau đó. Ổng đi qua mặc bộ đồ ta nói nghe tưa tả, không có đồ đạc hết trơn nha, gách gớm lum trên gánh đằng trước. Thì ở đằng trước một cái giống gánh đằng trước á, thì nhìn vô là bánh tráng nướng đồ ngon lành ha, đặng đem qua cúng tổ mà, bánh tráng bánh phồng tráng ngày xưa đó, nướng đồ ngon lành ha. Còn cái giống gánh ở phía sau cái gì biết gì không? Trời ơi một con gà mái, trời một con gà ngon hết biết ngon luôn. Thì đem qua bỏ trong gánh sau,
Cái bắt đầu qua tới cái ông cả ông mới nói đem gì qua đặng mà cúng tổ vậy. Cái anh chàng nói dạ vợ con sáng nó dậy sớm nó nướng mấy cái bánh à. Nó mới nướng bánh này giòn lắm á ông cả. Giòn lắm á sư phụ, giòn lắm á. Cái ông cả ông lấy cái này ra, ông lấy cái mấy cái bánh tráng ra. Cái ông dòm vô cái vỏ sách điểm phía sau cái ông thấy con gà. Ông nói thầm trong bụng nè. Con gà nó đem qua nó cúng tổ. Vậy là hồi mình kêu vợ mình nó nấu cháo đi rồi mình ăn. Trời cũng rất là lâu mình không có ăn con gà nào hết trơn. Cái kiểu mà tiệm sao dám ăn gà. Lâu lắm không ăn gà. Giờ bữa nay coi như là có gà nấu cháo ăn. Cái hôm nay rồi vậy người đem xuống cho sư mẫu ở dưới là bánh tráng thì sắp cây dĩa đi đem lên cúng. Còn con gà để đây kêu sư mẫu người là nấu cháo đi. Còn chút nữa ta với người coi như là lai gai, cúng xong lai gai. Thì cái tên này á, cái người đại tử này mới nói dạ sư phụ không phải vậy đâu sư phụ ơi, không có phải. Ông nói ủa không phải là gì, đem gà với bánh tráng mà cúng thì làm gì, gà thì nấu cháo chứ còn gì nó không phải. Không phải sư phụ ơi, cái này á là bánh tráng á là vợ con nó kêu con đem qua đây đặng cúng tổ là đúng rồi. Còn con gà á là con vợ con á nó kêu con đem theo để mà khi mà cúng xong cái bánh tráng này là con với sư phụ ngồi ăn á, mà lỡ bánh tráng nó có nó giòn quá đó, nó gớt mấy cái dăm dăm của bánh tráng xuống đó thì con đem theo con gà cho nó mổ nó ăn mấy cái dăm dăm đó đó, đỡ tốn phí của trời. Trời ơi, để gớt tùm lum á, mình ăn bánh tráng thế nào nó giòn nó cũng gớt à. Cái con gà con nó lại nó ăn ăn xong nó tới chiều con đi về con ôm gà con về chứ đâu phải đem gà qua cúng đâu sư phụ. Cái ông nói thiệt luôn hả? Nó dạ thiệt. Cái ông nói trời ơi trời, thôi vậy á ngươi về ngươi nói với vợ ngươi đi, chuẩn bị đi, ngày mai á ta đi qua ta bái vợ ngươi làm sư phụ. Ta là thua keo này vậy đó, ta là tiền dữ lắm mà gặp vợ ngươi gì là mời ta qua ta bái làm sư phụ. Đó là một cái mẫu chuyện nói về là cái vấn đề mà người ta nói là hà tiện nè hay là keo kiệt hay là tiết kiệm á, nó khác là cái chỗ mà như thế này quý vị, là người ta tiết kiệm á, dùng từ tiết kiệm á, là chắc là trong cái con người ai cũng có vấn đề đó. Tại vì tiết kiệm á, là mình cảm thấy mình làm cái đồng tiền mình ra nó cực quá, phải không? Mình làm nó cực chết luôn mà sao mình xài hết, cho nên mình phải tiết kiệm lại. Với tỷ mình làm 100.000 mình xài tao nói nghe hết biết luôn rồi cũng 70.000 đi, mình chừa lại 30 ha, xài 7 còn 3 đi. Còn nếu mà mình làm 100.000 mà mình xài tới 101, 102 thì có nghĩa là mình đã thiếu nợ, đâu có được. Cho nên người ta hay nói là tiết kiệm để dành gì, để phòng thi mà ốm đau hay là cần mua sắm gì trong nhà, hay là nhà nó hư cần sửa chữa, hay là cơm áo gạo tiền hàng ngày con cái ví dụ gì đó, thì người ta phải có đó là khoản tiết kiệm thì người ta chừa tiết kiệm lại. Nếu có khả năng thì người ta sẽ chừa tiết kiệm, không lãng phí gọi là tiết kiệm. Còn hà tiện có nghĩa là mình không muốn cái gì của mình xuất ra mà mình muốn người khác xuất ra về mình. Ví dụ như thế này quý vị, em kể những cái hà tiện như thế này. Ok, ví dụ như em có chiếc xe Honda. Em có chiếc xe Honda, ví dụ gì vậy. Xong cái bắt đầu em đi công chuyện đi. Cái em cảm thấy mình đi công chuyện, mình lấy xe mình ra nè, mình đi mình tốn xăng nè, xe mình nó hao mòn nè. Thôi bây giờ mình đi qua nhà hàng sớm mình mượn chiếc xe em đi. Tình cảm thế nào nó cũng cho mình mượn, mình chạy cái rèo ra đó về chứ không có tốn nhiều xăng, chứ nó cũng không lấy không cần phải đổ xăng không gì chứ, mà xe mình nó đỡ nữa. Thấy gì đi qua mượn xe hàng xóm đi, xe mình không đi. Xong cái đi qua hàng xóm, cái hàng xóm nói là xe em mất đi công việc rồi, em không có ở nhà, tí nữa em đi công việc rồi. Vậy đó là em mới về em lấy cái xe của em đi. Đó là gọi là em là con người em hà tiện, chứ không phải là tiết kiệm. Em hà tiện, em biết cái thằng em thôi, em làm cái gì cái gì. Còn nhớ hồi năm nhỏ nhỏ em có học và có một cái bài giảng như thế này, một cái bài giảng của cô thầy hay là người ngoài đời vậy em cũng quên rồi, nhưng mà em có nghe qua một cái câu chuyện như thế này quý vị. Đó là một người đàn ông này ổng hà tiện á, mà khi mà ổng trồng cây, ổng đào cây đào đồ ổng trồng đó, thì ổng cũng có một cái len cái sẻn cái đồ hết trơn nha, nhưng mà ổng không có lấy của ổng, ổng đi qua hàng xóm ổng mượn. Giống như ông đi qua hàng xóm, ông mượn cái len, cái búa, cái rìu vậy đó, ông về ông làm cái cho cái công việc vườn tược của ông đó. Thì khi ông đi qua ông mượn thì hàng xóm là nói là bị hư rồi, không có còn nữa, nó có nhưng mà thời gian sử dụng lâu nó hư rồi. Cái ông này mới nói hư đâu hư, hả, tao mới thấy mày làm mà hư gì. Thì hàng xóm người ta biết, người ta không có cho ông mượn á,
người ta nói là hư chứ người ta không cho ông mượn. Thì người ta cứ nói là hư à. Cái ổng mới nói không cho mượn thôi, tao về tao lấy cái của tao ra tao xài. Thế là ông đi về ông lấy cây rìu, cái búa, cây len của ông đem ra ông làm. Đó, cái đó là gọi tiết kiệm, muốn người ta bị hư. Làm thì sợ đồ vật của mình bị hư mà đi mượn của người ta đem về để mà làm cho mình. Cái đó là gọi hà tiện quá đáng, không có được. Cái gì của mình thì mình cứ xài đi, mình đừng nghĩ à, nhầm người á. Em thấy hiện tại bây giờ cũng vậy nè, đăng bài cũng la sùm. Cho nó mượn xe rồi đó, nó chạy khô xăng cho nó về, nó không có đổ xăng cho mình. Lúc cho mượn thì xăng nhóc trong bình, mà nó đi đã nó về nó trả lại xe không, nó không có đổ xăng vô. Cái đó là cái việc sai quý vị. Người ta tình cảm với mình, người ta đã cho mình mượn xe, đó là một cái ân tình rồi. Đúng ra bây giờ xăng người ta còn nửa bình thôi, khi mà mình mượn đi đâu đó mình về mình hãy đổ cho người ta đầy bình luôn đi. Cái đó là mình trả ơn người ta. Người ta lên, người ta chạy km, người ta nhìn thấy xăng người ta lên, người ta hài lòng, lần sau mình có mượn người ta cũng vui lòng cho mình mượn. Còn trong xe người ta, khi người ta mượn cho mình mượn là người ta đã nhìn xe người ta bao nhiêu xăng này, mình chạy về khô gan khô máu mình mới trả lại cho người ta, lần sau mình mượn nữa ai cho, cái mặt người ta nhăn đùm nè, cho mày mượn cái cù lôi á rồi lần sau, đúng không? Trường hợp đó nhiều lắm luôn đó. Em thấy trên mạng giờ hay đăng á, tôi cho bạn mượn xe về nhớ đổ xăng đầy bình giùm tôi, mắc cỡ lắm. Cái gì mình mượn xe người ta mà mình không đổ xăng diện kỳ, không có nhiêu tiền hết trơn, đừng nghĩ như vậy. Mình đi xe ôm mình cũng phải tốn tiền đúng không? Thay vì cái tiền mượn xe bạn đó mình đổ, lấy tiền xe ôm đó mình đổ qua tiền xăng cho người ta. Đó là một cái luật lệ là đúng rồi, chứ không có nói là luật lệ cho mình mượn người ta là mình phải như vậy. Bây giờ nè, em nói ở dưới quê ngày xưa. Dưới quê ngày xưa thôi, bây giờ cái chuyện đơn giản nhỏ thôi mà nói về vấn đề mượn thôi cũng tình làng nghĩa xóm. Nhưng mà em nói ngày xưa rất là nghèo. À, mua nước tương, nước mắm được lần mấy ngàn bạc thôi chứ không có nhiều đâu, không có mua nguyên chai. Bây giờ đôi khi mua cá lóc để sẵn trong nhà để dành ăn đâu. Rồi ở dưới quê á, đôi khi cầm cái chén đi mua 2.000 nước tương, 3.000 nước tương, đôi khi mua chai nước tương nhỏ hay gì đó, chai nước tương nhỏ nhỏ về để mà ăn cơm mà xịt xịt vô. Ở quý vị khá giả thì em không biết có từng chưa nghe, chứ còn những người mà nghèo nghèo thì có từng ăn nước tương nước mắm, chắc có mà đúng không, cả em cũng có nữa mà. Thì nhiều khi tương hột hay gì mình xào lên mình ăn, hay là nước tương mình xịt vô mình ăn cũng rất là ngon, nước tương ngày xưa rất là ngon. Thì hàng xóm cứ là ăn cơm cái là chạy qua mượn chai nước tương nó cơm xong cái chạy qua, ê, cho mượn chai nước tương về ăn đây. Thì đây cái khúc này mình thấy nó không có vấn đề. À, người ta ăn cơm tao qua tao mượn chai nước tương vậy, ta ăn có gì đâu. Nhưng mà mượn chai nước tương á, chai nước tương nó còn nguyên không, mình mượn một chai về mình xịt cả nhà mình ăn xong qua còn nửa chai cho người ta, rồi mượn thêm lần nữa còn gốc tư, mượn lần nữa hết chai của người ta, mượn nó đâu còn nguyên đâu phải không, mượn về xài nó còn gì. Trong khi bây giờ bạn mượn tiền bạn còn phải cho tiền lời người ta nữa, còn này bạn mượn cái đồ người ta nó giật 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 lại không, bạn khoái bạn mượn hoài, sao bạn không tự đi mua nước tương ăn đi mà bạn chạy qua mượn chai nước tương người ta rồi bạn trả lại, nó có còn đủ không? Mới đầu nửa lít trả còn 30% vậy đó đâu có được. Cho nên nhiều cái trường hợp mà em tám quý vị thấy nó cũng rất là thực tế ngoài đời. Đó là em á, khi mà em cảm giác cái gì em nhớ lại tuổi thơ ấu hay là cái gì đó em hay tám với những cái vấn đề ngày xưa ngày nay. Tuy là nói ngày nay nó phát triển nhiều thưa quý vị, phát triển công nghệ hay là mạng internet hay là những cái gì đó, nhưng mà nó có nhiều cái nó rất là gắn liền với ngày xưa đó thưa quý vị. Nó là như vậy, em cảm giác là ồ ngày xưa như vậy nhưng mà hôm nay nó hơi cải cách thôi, nhưng mà nó cũng là một cái cốt truyện na ná như vậy. Nên nó cũng khoái lắm kìa, em kể chuyện cho quý vị nghe là quý vị thấy nó rất là vui. Thì hôm nay Tấm Cúc xin kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện đó đó, là ông cả là cơ bằng là siêu siêu hạ tiện. Em kể mẫu chuyện này, những người mà tiết kiệm mà hạ tiện chắc bị nhột, cái bắt đầu ghét em lắm nha, ghét em cũng đừng comment la em nghe, trời la em, la em sợ lắm. Đó là một cái vấn đề mà em tám vui với quý vị. Thôi bây giờ sẵn đây cho em tám thêm cái nhà hiều nữa nha. Em hãy nói là bà con la em, thì em tám thêm cái phần mà có bạn á nói với Tấm Cúc như thế này là đàn bà gì mà cái miệng gọng, nói Tấm Cúc ạ, miệng gọng, đàn bà mà miệng gọng là tang quan cửa nhà. Đây bây giờ cho em xin phép em tám với quý vị khúc này nó hay bà cố luôn. Những người mà nói đàn ông miệng gọng thì sang, đàn bà miệng gọng tang quan cửa nhà, những người hay mà lên bình luận với em nhỏ này cái miệng gọng tang quan cửa nhà, có nghĩa là người ta đọc cái câu đó nhưng người ta chưa có hiểu cái câu đó, phải hiểu sâu xa cái câu đó thì mới thấy nó rất là hay, chứ không phải là như mà quý vị nói là cái khuôn miệng nó như vậy. Thì người ta nói đàn ông miệng rộng thì sang, vì sao người ta có câu đó?
là người ta ví cái người đàn ông á, là cái miệng rộng, là cái miệng quạt bát á, là đi giao lưu ở ngoài với mà những cái đối tác làm ăn hay là những cái nơi mà mình kinh doanh mình có thể mà trao đổi đó, mà đàn ông khéo nói á, là đàn ông ra ngoài á, dùng cái miệng của mình có những cái lời nói hay để mà thành công trong cuộc sống, thì cái đó là gọi là đàn ông miệng rộng thì sang, để mà giống như là giao lưu mà để mà những cái công việc của người ta, đó là cái người đàn ông là đi ra ngoài để mà giao lưu, gọi là đàn ông miệng rộng thì sang, nói chuyện khéo ăn khéo nói, là phải nói là như vậy. Còn quay lại nói đàn bà miệng rộng tang quan cửa nhà là như thế nào, theo ý kiến riêng của Tấm Cúc á, thì các anh các em nghe coi đúng không nha, nếu đúng cho em ý kiến coi cái ý kiến em là suy nghĩ gì có đúng không. Đàn bà miệng rộng tang quan cửa nhà có nghĩa là nói về cái người phụ nữ nhiều chuyện. Miệng rộng là như thế nào? Chuyện mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. À, chuyện trong nhà có gì đem ra ngoài báo cáo thiên hạ hết, chạy qua hàng xóm nói, chạy qua nhà này nhà kia để mà nhiều chuyện á, có nghĩa là tang quan cửa nhà, nhà mình chưa chân mà người ta biết hết là tang quan cửa nhà, để ám chỉ nói về cái người phụ nữ mà không giữ mồm giữ miệng, miệng rộng không giữ mồm giữ miệng mà đi đi thọc mẹt nói chuyện có nói không, chuyện không nói có, đi chuyện trong nhà đem ra ngoài cửa nói hết, đó là cho là người phụ nữ nói chuyện nhiều á, nhiều chuyện á, không có giữ bí mật rồi đó là tang quan cửa nhà. Vợ chồng mới cự có tí xíu chạy ra nói với hàng xóm tùm lum than thở, ông chồng tôi như thế này, ông chồng tôi như thế kia, rồi cái cô kia ngoài kia cũng có biết trong nhà mày làm sao đâu, tao chạy tao đi nói với hàng xóm hai chồng mày quýnh lộn chuẩn bị banh xác hết rồi, cái người kia đi đồn thêm nữa hai chồng nó chắc chuẩn bị thôi quýnh lộn quá trời, trong khi hai chồng mới có cự lộn có tiếng nhỏ xíu chạy ra nói, đó là tang quan cửa nhà chứ đâu phải nói vậy khuôn miệng rộng là tang quan cửa nhà. Nhiều người nói trời ơi, cái miệng nó rộng tang quan cửa nhà là chưa có hiểu. Em thấy những người mà miệng rộng có duyên bà cố luôn, miệng rộng ta đẹp ta cười có duyên, quan trọng mình lời nói mình có ai thương hay là không kìa. Còn cái khổ miệng rộng, em thấy tất cả những người phụ nữ miệng rộng mà răng đều đều á, người nào người nấy em thấy rất là thành công luôn, cho nên em phải học hỏi theo những người đó. Em cảm thấy mình rất là tự tin với cái bản mặt của mình, phải nói là gì thì làm gì, ai nói gì nói, cái miệng nhỏ mà có giàu sang được không, nhiều người miệng nhỏ xíu luôn cũng nghèo thấy bà, đó là thực tế. Nhiều người miệng rộng rất là sang, miệng rộng sang chứ đâu phải người ta nói là miệng rộng là tang quan cửa nhà, miệng rộng là cái người đi nói nhiều chuyện, ăn đằng sóng nói đằng gió, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, đó là cái câu đó, đó là nói là đàn bà làm gì là tang quan cửa nhà, chứ phải nói cái khuôn miệng mà rộng hay là nhỏ. Trời ơi, mấy bà mà nói như vậy mấy bà chụp hình cái nhà của mấy bà gửi cho Tấm Cúc coi, rồi Tấm Cúc chụp hình cái nhà Tấm Cúc gửi cho mấy bà coi thử coi nhà ai cái cửa rộng hơn. Thế đó mà tăng quan cửa nhà. Thì đó là cái những cái lời mà người ta nói thì em tám vui thôi. Nhiều anh chị em á, em thấy rất là nhiều người á, thấy em hay cười á, cái nói nhỏ này nó cười cái miệng nó vậy đó hả, đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà. Còn có người thì chưa nói đã cười, đồ vô viên, đồ chưa nói đã cười. Trời ơi trời, đây là cái kênh Tiếu Lâm mà cái kênh em nó vui bà cố luôn, em không cười, không lẽ vừa lên cái kính thưa quý vị, ai làm gì em đâu mà em thấy chừng chừng phùng mang chẳng má với bà con, phải không? Thì em vô phải kính thưa quý vị, em thấy cười nhẹ nhàng. Trời ơi, cái lời, cái nụ cười người ta nó lan tỏa cái sự gần gũi dữ lắm quý vị. Cái nụ cười rất là thánh thiện. Nếu mà ai gặp em mà cười một cách hiền hậu là em cảm thấy cái người đó rất là kiểu như là rất là gần gũi với nhau. À, còn nhiều người mà người ta gật đầu với mình nhưng chưa chắc người ta đã thích mình. Cái bổn phận người ta phải gật đầu mình thôi, nhưng mà ánh mắt người ta nhìn mình cái khác. Còn người ta hiền dịu với mình thì mình tốt, người ta cười mình giả chính thế vì em cười. Ủa vậy cái tự nhiên bắt lỡ à, chưa nói đã cười đồ vô duyên, mẹ cái kiểu gì cũng chửi tôi được hết trơn. Trời ơi là trời, cái gì cũng chửi tôi được hết trơn. Thật là như vậy đó. Thôi bây giờ nghe những cái như vậy nó thấy cũng rất là vui, để mà em có những cái câu chuyện anh tám với quý vị. Kính chúc sức khỏe tới quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc. Tấm Cúc xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình em kể chuyện tiếp theo. Xin kính chào quý vị và chúc sức khỏe quý vị nha. Em xin bye bye.